chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của một bạn Facebook là Kim Tùng Lan. Câu hỏi của bạn Lan như sau ạ. Em chỉ muốn tham gia các hoạt động cộng đồng bên ngoài trường, ví dụ như các dự án, tổ chức phi chính phủ, như thế có được tính là hoạt động ngoại khóa không ạ? Em cần phải có những giấy tờ như thế nào để làm minh chứng ạ? Với câu hỏi này thì có lẽ là em muốn được hỏi về góc nhìn của một nhà tuyển dụng như anh Dũng, thì anh thấy rằng những cái hoạt động như vậy có được coi là một cái hoạt động chấm để thực hành thực tập không ạ? Xin cảm ơn, câu hỏi rất là hay. Đứng từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi cần tìm những cái ứng viên có năng lực. Thế nên là có 3 cái tiêu chí về vai trò là CEO hoặc là tất cả bộ phận nhân sự của chúng tôi hoặc là những cái bộ phận mà giám đốc quản lý cấp trung cấp cao chúng tôi đều tìm. Thì đây cũng là chia sẻ lại với các bạn sinh viên ULIS mà tôi là cũng là cái người mà từng tốt nghiệp đây ra. Thì tôi trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi nói thật là sinh viên ULIS là một trong những cái nhóm sinh viên mà được thị trường lao động gọi là hot trên thị trường. Tôi được cái cơ hội làm việc với các tập đoàn đa quốc gia hoặc là các tập đoàn của Việt Nam thì họ đều rất là kỳ vọng là được tiếp xúc với sinh viên đại học ngoại ngữ đại quốc gia Hà Nội. Lý do là như này. Thứ nhất là họ tìm kiếm ba cái thành tố là liên quan đến năng lực. Thứ nhất là liên quan đến kiến thức. Kiến thức ở đây thì xin chia sẻ là nó có hai phần, là kiến thức liên quan đến chuyên ngành, chuyên môn, tức là liên quan đến lĩnh vực mà các bạn được đào tạo, và thứ hai là kiến thức liên quan tổng quan. Thì với cái lợi thế là sinh viên ngoại ngữ có ngoại ngữ nên các bạn tiếp cận những cái tri thức được cập nhật nhất trên thế giới bằng các ngôn ngữ rất là nhanh. Thế nên là các bạn ấy tự học, ngoài chuyện là được đào tạo chuyên môn với các thầy cô về mặt hàn lâm, về mặt thực tế trong trường ra, thì các bạn ấy có một cái thứ gọi là, tôi gọi là cái lợi thế vô cùng cạnh tranh trên thị trường lao động, đó là ngoại ngữ một cách chuẩn quốc tế. Thứ hai nữa là liên quan đến kỹ năng mềm, đó là thành tố thứ hai. Kỹ năng đây thì xin chia sẻ thêm là có hai phần là kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Thì về kỹ năng cứng thì Đại học Ngoại ngữ là một trong những đơn vị đào tạo đầu ngành về các gọi là các bộ môn liên quan đến các loại, tức là ngôn ngữ rồi. Và thứ hai là các nhiệm vụ liên quan đến sư phạm hoặc là dịch, biên phiên dịch, đúng không? Và ngoài ra chúng ta cũng mở rộng rất nhiều những cái ngành nghề khác nữa trong thời gian tới. Thế nên là đây là đáp ứng được cái nhu cầu và xu hướng của thị trường lao động. Kỹ năng mềm thì trường cũng đã, như các thầy cô vừa chia sẻ xong, thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những hoạt động ngoại khóa, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho chính các bạn sinh viên của trường được thực tập, được kiến tập, được trải nghiệm ngay từ những năm đầu tiên và được cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những nhà tuyển dụng. Nên là chúng ta đã dày dặn, có kinh nghiệm gọi là dày dặn với nhà tuyển dụng, và khi đi phỏng vấn xin việc thì các bạn có nhiều cơ hội thành công hơn so với sinh viên của các trường khác ở Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là về thái độ. Chúng tôi có ba cái liên quan năng lực là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thì thái độ ở đây thì những thầy mình cũng vừa chia sẻ rồi, thì về thái độ đại học của sinh viên trường đại học ngữ thì tôi đánh giá rất là tốt, rất là cao. Bởi vì sao? Là các bạn ấy có một cái được đào tạo về bài bản và chuyên nghiệp về cách hành xử, về cách đối nhân xử thế với những nhà tuyển dụng nên rất là chuyên nghiệp. Và ngoài ra các bạn ấy có những cái liên quan đến việc như là cái động cơ để làm việc, các bạn ấy luôn luôn cầu tiến. Và có một cái quan trọng nữa là sinh viên ngoại ngữ được rèn luyện trong môi trường này nên các bạn có một cái tác phong chuyên nghiệp và làm việc với cái kỷ luật văn minh của thế giới, thì các bạn rất là kiên trì. Thế nên là đứng góc độ của chúng tôi là một doanh nghiệp thì tôi luôn luôn đặt sinh viên đại học ngoại ngữ là một trong những cái sinh viên được ưu tiên tuyển dụng hàng đầu, không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh cũng như là các văn phòng đại diện của chúng tôi. Nên là tôi rất là kỳ vọng là các bạn sinh viên đại học ngoại ngữ sẽ có nhiều cái cơ hội trải nghiệm hơn nữa trong tương lai. Dạ vâng, vừa rồi là góc nhìn rất là chi tiết, rất là cụ thể của cựu sinh viên nhà trường anh Dũng.